Một cái cây trưởng thành nó được khoảng tầm gần 2 năm tuổi như này thôi, đang đậu được khoảng tầm 40-50 quả trên cây bạn nhé. Đây chính là cái giống vũ sữa hoàng kim, trồng tại miền Bắc cũng cho hoa và quả rất là sai. Bạn thấy là các cái lứa hoa lứa quả này. Đấy, nó gối tiếp nhau bạn nhé. Đây bắt đầu hình thành lứa hoa mới này, quả con đậu rất là nhiều rồi. Đây. Xin chào cô chú anh chị và các bạn nhé. Đứng cạnh mình đây là một cây vũ sữa hoàng kim trưởng thành. Cây hiện tại thì nó cao khoảng tầm 2m2, 2m3 bạn nhé. Cái này mới được khoảng tầm gần 25 tuổi thôi. Đây là cái lứa quả thứ hai của nó. Nếu bạn chăm sóc tốt đấy thì từ khi bạn trồng cây giống nó chỉ khoảng tầm 20 phân bằng một cành nhỏ như này thôi, thì khoảng tầm 18 tháng là nhiều cây bắt đầu ra quả bói rồi. Cái này thì hiện nay là cái lứa quả thứ hai, hiện nay thì nó đậu được khoảng tầm 40 tới 50 quả trên cây rồi nhé, rất là sai quả, trồng ở miền Bắc cũng cho quả rất là sai. Đấy, là một cái giống vũ sữa có nguồn gốc xuất xứ từ Đài Loan, cho quả rất là sai các bạn này. Đấy, đây là một cái dòng cây thân gỗ, những cây trưởng thành nó có thể đạt tới cái chiều cao khoảng tầm 4 tới 6 mét các bạn nhé, nên là các bạn có thể tham khảo vừa trồng làm cây bóng mát, vừa làm cây ăn quả cho khuôn viên gia đình mình. Quả của nó sẽ mọc từ thân mọc ra như này. Đấy, từ khi hình thành quả nhỏ như này thì khoảng tầm 4 tháng nữa khi quả nó chuyển sang cái màu vàng tươi là khi đó các bạn có thể thưởng thức được cái trái vũ sữa hoàng kim này, có vị ngọt thanh mát các bạn nhé. Ruột bên trong thì có màu trắng sữa, có khoảng từ 2 tới 3 hạt. Đấy, một khi cây nó ra quả là nó sẽ ra quả gối tiếp nhau như này các bạn nhé. Đây để mình kéo một số cành bên trên xuống cho bạn xem. Đấy. Đây là các từ lứa quả con này, lứa hoa mới bắt đầu hình thành rồi. Một năm cây có thể cho khoảng từ 2 tới 3 vụ quả. Đấy, vào thời tiết mùa đông là nhiều cây vẫn cho quả bình thường các bạn nhé. Đấy, cái giống vũ sữa này thì rất là dễ trồng, mình cảm thấy là nó gần như là không có sâu bệnh gì cả. Quả thì đậu một cách hoàn toàn tự nhiên các bạn nhé. Rất là sai quả nha. Đây, nhiều quả đã đạt tới cái đường kính nó khoảng tầm 3 cm này rồi các bạn này. Đấy, hiện nay thì nhà vườn mình có đầy đủ các kích thước chủng loại cái cây vũ sữa hoàng kim này. Từ cây giống đến cây trưởng thành, bên mình đều có cái số lượng rất là nhiều. Đấy, những cây đang đậu quả như này cũng có số lượng rất là nhiều các bạn nhé. Các bạn quan tâm tới cái giống vũ sữa hoàng kim của Đài Loan này, liên hệ tới nhà vườn Ngọc Lâm qua hai số điện thoại là 0968 750 386 và 092 391 6866. Bên mình thì giao cây toàn quốc các bạn nhé. Đây, quả đậu rất là nhiều rồi. Về các bạn trồng là sẽ có quả để thu hoạch luôn. Tất cả những cây này thì đều được bên mình trồng cho những cái bầu vải, nên là khi vận chuyển các bạn nó sẽ rất là đảm bảo các bạn nhé. Đấy, vũ sữa hoàng kim trồng tại miền Bắc cũng cho quả rất là sai. Sang năm sau thì cây này nó phải đậu được khoảng tầm trên 100 quả các bạn nhé. Rất là nhiều quả rồi.